Hai cả nhà ơi, Trang đang là chuẩn bị làm mì sợi, mì trứng cả nhà, để mà làm mì xào thịt bò. Hôm nay Trang bị bệnh rồi, bị bệnh te tua luôn mà hai ba cha con nó ở nhà nên là bắt buộc phải nấu ăn. Sáng thì nấu bò nước lắc, bây giờ thì nấu mì xào bò đó. Định là Trang kêu làm cái gì đó, làm cái gì đó cho gọn gọn đi. Ổng nói ngày mai nó đi chỗ làm, ổng ăn bánh pizza rồi nên là mấy cái mà Trang mấy cái menu Trang đưa ra ổng không không có ấy lắm, nên là Trang nói cho bạn này chóng mì xào cho ổng ăn, cả hai đứa nhỏ ăn luôn. Mì chính là Trang ở nhà, mà tụi này có cái máy này đó, cái nhà là Trang cứ là làm mì chính, mì chính với lại bánh canh, chỉ có hai thứ thôi. Mà có Trang có thể làm nhiều lắm, nhiều loại lắm, và có hai cái loại này ở nhà thích nên là làm tới làm luôn hoài. Còn làm mì spaghetti cũng được mà không ngon bằng mua ngoài chợ đó nha, đó là Trang không làm. Trang làm mấy lần mì spaghetti rồi mà thấy ăn không có ngon bằng ở ngoài mình mua ngoài chợ. Còn mì trứng thì rất là ngon nha cả nhà. Cái này thích cái là mình khỏi cần phải cân luôn, chỉ là bỏ bột vào, bỏ tí muối vào. Đây thì thôi Trang quay đi, Trang quay lại nhiều lần rồi cả nhà cũng biết. Đó, cho là chắc lọc sẽ bỏ vào bao nhiêu, 125 ml. Giờ sẽ bỏ hai cái trứng gà này vào nha, còn hai trứng gà duy nhất luôn cả nhà. Đây là cả nhà, Trang bỏ hai trứng rồi, nó chưa có đủ cái trọng lượng nên Trang bỏ tí nước vào. Giờ Trang quậy lên, Trang có bỏ vào đây một tí bột nghệ cả nhà, bỏ bột nghệ vào thử coi cho cái mì của mình, sợi mì của mình nó vàng đẹp không, là tại vì hàng xóm không gầy à, không có cho trứng gà không có cho trứng gà là không được, trứng gà mà hàng xóm, trứng gà hàng xóm nó mới màu vàng đẹp. Nhà Trang thường ăn mì lắm, mì súp nè, mình nấu súp mình ăn với mì hoặc là mì xào, nhất là bánh canh đó, bánh canh làm bánh canh hoặc bánh canh xào. Bánh canh cái loại mà mì udon đó bên này mắc lắm. Cái máy nó đang chạy, bị sợ làm mì thì Trang sẽ làm sốt. Này hồi sáng là cái nước dầu này chiên ấy nè, chiên hành đó, để vào đây. Bỏ hết vào luôn. Trang sổ mũi, nghẹt mũi giống như cái kiểu như bị amidan, viêm amidan cả nhà. Trang hay bị viêm amidan, tức là Trang bị dị ứng rồi nó làm cho sưng cái amidan, bị viêm luôn á. Trang hồi nhỏ là bị viêm amidan, nó hành ớn ớn lạnh mà nó có bị sốt, nhưng mà nó hành ớn lạnh người khó chịu lắm, nói chuyện như nghẹt mũi luôn nè. Mà ăn uống nó vẫn bình thường đó nha, ăn rất là ngon. Nếu mà nhỏ là Trang bị viêm amidan là Trang nó không có ăn gì được, nó cũng như không nhất tầm. Sau này bây giờ mới đỡ, bởi vì y đèn nó bây giờ nó cắt amidan rồi nó đỡ cả nhà. Trước là cũng có nhôm ơi cả nhà, vàng màu vàng đẹp cả nhà ơi, vàng đẹp nha. Thôi lần sau không có trứng gà của hàng xóm thì cho sẽ bỏ bỏ bột nghệ vào vậy cả nhà, cho thấy màu vàng đẹp ha. Em quay gần lên cho cả nhà xem cái sợi mì nè, nó khô cả nhà theo, nó ngon, màu vàng đẹp dễ sợ à. Cái hiệu này là cái hiệu Philips nha cả nhà. Cả nhà mà muốn có mua á, mua nên coi cái hiệu Philips nè, loại làm mì, loại làm bát, làm pasta. Chắc lấy một miếng nước ở trong cái nước này nè để làm cái nước sốt. Mì này là phải tách nó ra chứ không thôi là luộc mà nó dính lại là nó không có chín nữa nha. Cả nhà Trang bỏ cái cục nêm này cũng có cà ri trong này rồi. Cục nêm này Trang thấy ngon. Biết rồi nấu ăn nhiều khi không biết nấu gì ăn cả nhà ơi. Đi chợ giờ cái gì cũng giá, cái gì cũng đắt hết. Mua một đi chợ 100 mấy euro về ha, ăn 2-3 ngày là hết trơn, còn gì hết.
bây giờ Trang làm sốt tương Mary còn tí xíu. Mà ý là Trang là Trang nấu rất là nhiều món khác nhau chứ không chỉ món Việt không đó cả nhà. Nhưng có cái là ông xã Trang thì không ăn đồ biển, cá đồ biển rồi đó là không ăn, nên là đã một phần là đã khó khăn à trong cái mà cái món ăn. Chứ đồ biển là thôi, đồ biển này đặc nhưng mà làm cá cái này kia thì ngon. À rồi khi Trang sử dụng cái nước sốt kia kìa mà nó hết rồi nên là bây giờ Trang lấy xì dầu thì mình bỏ đường vào, còn cái kia thì cũng là xì dầu luôn mà nó xì dầu nó kiểu như xì dầu ngọt cả nhà. Còn một ít này Trang bỏ vào luôn cho nó có cái màu. Cái này là cà chua xay ra. Thì phải mà có hắc xì dầu vào nhìn sẽ hấp dẫn hơn. Gì mà bây giờ là nửa năm rồi còn ca bên đây này. Bên đây này là chúc mừng năm mới. Ông kia ông thương. Bỏ một tí mỡ bò. Để nước hay nhiều cả nhà, em để nước vô cho nó đủ được thôi. Rau củ cải nhiều hơn là thịt cả nhà. Bây giờ con mới học hả? Bữa trước lại mẹ ảnh quên, cô có làm một cái bài thơ để tặng cho mẹ mà xô em nó quên nên là nó không có đọc. Hôm nay ảnh nhớ, ảnh đang đứng lại ảnh đọc cho Trang nghe. Thương lắm. Xong rồi bỏ thịt vào trộn. Chỉ còn cái này nữa, còn nóng nữa quá trời. Nhìn cái hông củ cải không nó đã hết chỗ rồi cả nhà. Không thích ăn rau cải lắm. Ở bên này không có nhiều, không có được ăn nhiều. Nhất là rau muống, rau cải xà lách cho, mấy cái rau cải này kia, đọt lan, mà ngon lắm. Cả nhà cái mì này Trang luộc xong rồi Trang rửa thật là sạch ha, rửa bằng nước lạnh thật là sạch rồi Trang lấy nấu nước nóng Trang trùng thêm lần nữa để lựa rửa nước lạnh cho nó cứng lại đó, chứ không thôi nó sẽ bị nhựa. Trang bỏ rồi. Đó, chờ cái chảo này cả nhà. Rồi bỏ cái mì vào trộn. Nhiều quá. Trang bệnh mà Trang đói bụng lắm luôn. Tại con không ăn đồ ngọt á. Trang bị ho, đau cổ họng cho mới dám ăn đồ ngọt. Nên là đợi tới bữa ăn không mà nữa là đói bụng. Không dám ăn gì hết á. Cái cây thì cũng bị dớn, nó sợ bị dớn. Ừ.
nguyên một chảo luôn. Bác sĩ nhiều quá. Đó hả? Đói bụng quá, cả nhà bệnh mà đói bụng quá, ăn được lắm. Đây cả nhà, cái này là hồi trưa Trang phi hành mà bây giờ bỏ vô luôn. Nhắc chị lại luôn. Mẹ cho con xin. Con cảm ơn mẹ. Đây là cả nhà nhìn hấp dẫn không? Bỏ miếng chanh lên. Đây là cả nhà mì xào bò, mì tự làm luôn, sốt tự làm. Mời cả nhà cùng ăn với lại gia đình của Trang nha. Hồi trưa ăn còn tấm cơm, giờ Trang chưa ăn, nó ăn hết mì con mì nữa. Mì ngon không? Ngon lắm rồi. Tôi cũng nói đi, mì xào ngon lắm. Mì xào ngon lắm. Sao em không ăn, sao em hồi trưa thì ăn hết trơn. Bush bắt bè, mấy tấm ngon lắm rồi. Làm cái sốt của mình nè. Mì của mình nó sẽ đậm đà hơn, đúng không? Rất là ngon. Vừa ăn mì cũng ngon nữa. Sợi mì mềm mềm dai dai. Con mì nó không đây nè. Nghĩ hả? Mấy chị tập cho ăn nữa. Ăn nữa hả? Sao em con làm cái gì? Ăn đi con. Để nãy này nó học karate nên là nó đói. Còn ở trưa không? Ở trưa không có đói nên nó ăn thịt không mà xong rồi nó bỏ cơm. Nó bụng không? Ngon. Nè xong đây, để cho con ngồi nè. Ở này. Đậu bên này đó, nó không cái này nó đậu dẹt. Nó bự lắm. Đau họng quá đây nè. Bữa nay ngày hôm nay uống nước. Chị uống không biết bao nhiêu là đi nước gì vậy. Ăn đi con, xôi. Xôi. Nó muốn phải đi qua. Con làm gì? Con sẽ xin vào đèn đế để làm được. Demain, tu vas sur site? Après, demain, le vendredi, je travaille là, on va faire des courses. Ah, c'est vendredi, la fête, les voisins? Ouais. Je sais pas s'il me fera beau. C'est vendredi, l'école. Là, tu vois, c'est le soir. Là, là s'il me fera beau. Moi? Je vais faire une autre chose comme ça pour la fête, tu vois là. Bon. Non. Problème, alors on va quand tu veux. Problème c'est que ça va être froid. Est-ce que ça se mange pas? Bah on a des plats, on fait des plats froids ça. Si on peut pas les chauffer sur place. Sinon on va faire les makis. Makis et comme les nourrit. Le chèvre chaud. Chèvre au miel. Mais pas. Fais que ça. Mais je fais pas des sèches. Maman, en fait. C'est la fête des voisins, mais quels voisins? Tous les ans, on fait la fête là-bas, là, il y a le toboggan là. On fait la fête, il y a plein de. C'est tous les voisins, les gens qui habitent autour. Voilà. Eh bien, tu verras. J'ai oublié comment on va à la route. Pas de route, c'est juste traverser. J'ai oublié comment on va. C'est comme quand tu vas chez Arline. On va faire, mais sauf que tu passes à côté du parc et voilà, c'est dans le parc.
Xào nhiều quá, xào một đĩa luôn. Dễ là cho 8 người ăn. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Nôn lắm nha. Xuân, đi lên. Nôn gì lên nhỉ? Cho nôn đi. Rồi. Ça va bien aussi, s'il te plaît. Ah, vraiment? Non, merci. Mais pas, c'est parce que j'ai tout mon chocolat que j'ai dit non, merci. Oui, s'il te plaît. Ah, on a. Oui. Linh cũng bệnh nữa. Ho. Sáng này nó ăn không vô, mình thường thích ăn cơm đó. Sáng này nó đâu ăn cơm. Không có ngủ thì bỏ nguyên gì á, ăn thịt luôn rồi. Bây giờ ăn quá trời luôn rồi. Mình thích ăn mấy rau cải này con, nữa không? Mà ăn ngay hết cái này thì mình cho nữa, thôi nhiều quá. Rồi, tới này nếm cái dĩa rồi đó nha. Ăn nữa không? Mày đâu có miếng mì nè thôi em. Đừng nếm dĩa con. Nữa không? Dạ con nữa. Con nếm nữa. Còn mày cho thức nó thôi, có thật cái cho nó rửa không? Được chưa? Nữa không? Dạ khó rồi.